Video này được tài trợ bởi Starrobux.com. Shop có bán Robux chính hãng Premium, Robux 120 giờ giá siêu rẻ, cày thuê Roblox, Game Pass giá rẻ, random lì xì may mắn. Nốt lần này thôi. Làm cách nào để cai chửi bậy đấy? Cai chửi bậy thì bây giờ em phải kiểu chết tiền. Biết gì ông biết không? Bây giờ nhá, cho một tựa game nào đấy anh em mình chơi. Thằng nào chửi bậy thì sẽ phải chia cho mỗi người 10.000. Bây giờ lỡ mồm chủ bắt vốn liếng đéo còn. Chơi hơi bực tí thôi là lát nữa khéo anh em mình đi cả Pháp. Đấy, em bơ. Phải ò mà, phải ò. Kè kè mất nói nhau mà. Này cổ nó cứ quay nhìn kinh. Vãi trưởng. Bỏ rôn Dương nhá, mấy cái rô kia vô dụng vãi trưởng. Tố tự nhiên này ngoan vãi lúa. Ui. Anh gì tớ hay vãi luyện. Hay vãi luyện anh ạ. Từ ngữ vãi lòng. Cái gì cơ? Tao bị tẩm dầu. Thế cái lý do nào để người bị tẩm dầu lại được lên làm thị trưởng? Đích. Hitler kinh khủng. Câu hỏi cậu nha, tí nó sẽ hiện một cái biểu tượng ở góc bên phải, nó là biểu tượng gì? Cái mắt. Nốt nữa đây xin cậu. Nó không có biểu tượng. Cậu phải cái bẫy. Bạn chó này. Thôi giết thằng khác. Muốn em hàng nồi, em hàng. Không. Như đâu hàng là hàng nó bảo nó là chi. Em ok. Women! Women! Anh có thể tin anh là anh chưa bị nguyền, em biết tại sao không? Tại sao anh? 3, 2, 1. Ui giời ơi! Bạn này hay quá! Sáng dậy chết hết đấy mà. Sáng dậy là thấy... Sáng dậy là thấy sạch. Người răng, thuốc. Người súng. Một ứa. Sạch. Đây rồi. Tiếp. Sạch ứa. Chơi cái đách gì? Ai chỉ muốn nói là bố mày bị tẩm dầu rồi vốt bố mày đi. Luật bất thành văn. Vốt nó đi. Okay. Dùn đi. Nhưng... có nhiêu con thịt không? 35.000 thôi nhé. 35.000. Tiên buổi tối lại mất bát phở. Nói bậy thêm một lần nữa, mày mất bát phở rất ngon nhá. Rất ngon nhá, rất tái, rất gầu nhá. Thằng tiên tri ấy, nó đúng rén trong game này, nó không dám nói. Nó không có giết được ai đâu. Nó không dám nói, nó thấy nó cũng không dám nói. Giết thằng bị tẩm dầu nhanh. Tao tin phụ nữ. Tao tin woman thôi. Bây giờ nhá, nếu như mày không phải sói thì bây giờ cũng... Tao không cho những mày tặng nữa đâu. Em tự bảo vệ hai em ơi. Em là tiên tri, anh Lây là sói, Lây với Jun đi. Tao ghét sói, nhưng mà thằng em bơ, tao là sát thủ, thằng em bơ sai rồi đấy. Thế xem sáng mai ai chết không? Sao mày giết bố mày? Tao quay tay, nhưng mà giết thằng em bơ đi. Ừ. Này nhé, tớ lộ này. Ờ, em bơ chết à? Dương ơi. Ơi. Gọi tên thằng nào thằng đấy chết. Dương đi ơi, ta chỉ biết đối với mày thôi. Hoặc là ai đó. Đấy là anh Hoàng là sói trắng. Nó là sói trắng. Anh ấy chưa quay được đoạn nào. Hay là những pha chết đẹp của Duy Lê. Làm quả content những pha chết màu nhiệm. Thật ra là tao vẫn quay được cảnh bọn mày chơi nhưng mà. Ôi giời ơi. Duy Lê và những pha chết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.